Má kèo sao cho đánh với coi, má lúc nào đủ tới cũng bắt ngồi ngoài rót bia không à. Tao đâu có bị điên đâu Định, tao cũng có coi TikTok mà Định. Mày còn luyện thì mày còn ở ngoài dài dài Định. À nhưng vậy đừng có rủ, mỗi lần rủ qua toàn bắt ngồi ngoài không mà mẹ anh em chơi với. Thiệt vừa phải thôi. Chẳng thà không cho mày chơi, cái tiền của tao trong túi chơi với mày. Thành ra tiền của thì bán. Chấp cho, chấp cũng được, chỉ cần cho chơi là được, thiệt luôn á, năn nỉ á. Ngồi ngoài uống bia là hay lắm rồi. Ngồi ngoài là tình cảm với mày. À, thiệt luôn á. A few moments later. Anh là 20 đúng không? Tao 2 điểm. 2 điểm với 1 điểm đó, 2 điểm. Tao à, bằng 2 điểm. 2 điểm như hồi nãy anh nợ em 1 điểm là còn em thiếu anh một, hồi nãy anh thiếu em 1 điểm đúng không? Xong anh A bằng 2 điểm là một còn. Điểm tất cả mày bên kia rồi. Mày anh đánh gì trả? Có ăn gian như ngày xưa Định. Không, anh 2 điểm là đúng rồi nhưng mà hồi nãy anh thiếu em 1 điểm. Mày ra mày ngủ nè, anh tao còn A bằng vô là 2 điểm. Thành Thành mà em mới thiếu nó 2 điểm nè. Chung 2 điểm đi bạn ơi. Thằng rẻ tao mở camera tao coi với mày nha. Em thiếu thằng Thành 2 điểm chứ không phải thiếu anh. Còn nãy mày nợ bên đây 3 điểm đó nè, mà chung luôn đi. Thì từ từ đúng mẹ. Còn có mấy chục à, để mấy điểm lát đánh giải cơ đi. Vô mày vô mày quýnh thua. Vô đánh lên em chơi rồi mày chơi ép phe không, chơi chạy đạn không, có bi đâu quýnh. Đánh lên để bi, đánh lên chi chi. Đánh toàn là chạy đạn không rồi đánh lộn bi không chỉ nữa, chơi vui. Chơi vui vẻ, đánh lộn bi với chị với lộn bi im chơi thì chơi làm gì. Má chơi ép phe quá anh em chơi. Trả 40 luôn nè. Nghỉ đi.